Rio Diaz là người đã thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định theo một hợp đồng từ Quảng Nam. Và trong những trận đấu tập gần đây của câu lạc bộ Nam Định thì trung phong này liên tục ghi bàn. Ở bên cánh đối diện thì câu lạc bộ Nam Định sẽ không còn có sự góp mặt của Mạnh Cường nữa. Người đang đảm nhận vị trí này đó là Hoàng Xuân Tân. Cầu thủ có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ cánh cũng như là tiền vệ. Ramos gọi dành cho Rodrigo. Bóng đi chạch con sao khung thành của thủ môn Văn Công. Một pha bóng rất giống với những gì mà chúng ta đã được chứng kiến ở bàn thắng mở tỷ số của Diogo Pereira cũng trong cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Hà Nội trên sân Thiên Trường cách đây 2 năm. Và nó cho thấy sự nguy hiểm của Rodrigo. Khả năng bứt phá tốt và cú ra chân khá quyết đoán. Rất nhanh. Ramos. Biệt khá hay. Hoàng Xuân Tân. Cơ hội không vào. Nhưng đã có hòa thắng dành cho câu lạc bộ Nam Định và đó là Ramos. Tỷ số là 1-0. Một pha về bài bản ở bên phía hành lang cánh phải. Quả tạt được thực hiện bởi Xuân Tân và các hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã bị hút về vị trí của Rodrigo. Bóng trôi tới vị trí của Ramos và công việc còn lại là vô cùng đơn giản. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Niềm vui của các cổ động viên Nam Định trên sân Đồng Thiên Trường. Một pha bóng tương đối là bập ở trong khu vực 16m50. Cú đệm bóng nhẹ nhàng mang về bàn thắng mở tỷ số. Áp lực của Rodrigo tạo ra với thủ môn Văn Công và Đình Trọng. Và cuối cùng thì Ramos là người được hưởng lợi. Bàn thắng đầu tiên của Vinh 1 năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Quả tạt của Hoàng Xuân Tân chạm vào chân hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội và tạo ra một quỹ đạo khó lường. 1-0. Phản công dành cho đội bóng áo vàng. Ramos. Mạnh Hùng. Bóng hướng tới vị trí của Rodrigo. Động tác giả, có thể dứt điểm, không vào. Rodrigo đang chơi rất hay, tích cực nỗ lực di chuyển và xử lý bóng cũng tương đối mềm mại. Một nhịp làm động tác giả để vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh và tìm kiếm cho mình khoảng trống để có thể dứt điểm. Trong bối cảnh khó khăn về mặt kinh phí và không có nhiều sự lựa chọn. Rất nguy hiểm, 2-0! Và đó chính là Rodrigo! 2-0 cho câu lạc bộ Nam Định. Rất bất ngờ. Mọi thứ đều có thể xảy ra tại Thiên Trường. Đá với câu lạc bộ Hà Nội, đó là cả một sự khó khăn. Đội bóng có tiềm lực tài chính bậc nhất với hàng loạt các cầu thủ có chất lượng. Nhưng chỉ trong vòng có ít phút thôi, người ta đã được chứng kiến sự bất ngờ bùng nổ tại đây. Tỷ số là 2-0. Hai ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đã lên tiếng. Ramos và Rodrigo. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng từ quả đá phạt góc. Hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội rõ ràng là đang gặp vấn đề. Và cũng cộng thêm một chút may mắn nữa cho Rodrigo khi bóng có lẽ là đã khẽ chạm vào Bruno trước khi đi vào lưới. Tỷ số là 2-0. Đây là những pha bóng đã tạo ra bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Ramos. Vẫn là Ramos. Đường chuyền vào là hơi nhẹ. Nhưng vẫn đang là cầu thủ chủ nhà.
Rodrigo. Cú sút. Trong hiệp 1 thì Rodrigo có 2 tình huống dứt điểm. Một trong số đó đã trở thành bàn thắng từ quả đá phạt góc. Nhìn chuyển rất hay của Hoàng Xuân Tân và đây là Gramot. Cú vào. Cú đá thứ hai của Gramot đánh đâu. Quá đáng tiếc. Cầu trường Thiên Trường một lần nữa dậy sóng với cơ hội dành cho đội chủ nhà. Tất cả đều ôm đầu tiếc nuối. Và lại là một tình huống bóng bổng. Khi mà Giovane còn đang mải mê tranh cãi về việc tại sao ông Ngô Duy Lân không thổi phạt, thì Nam Định đã ngay lập tức triển khai một đường tấn công nhanh. Đây là đường chuyền của Hoàng Xuân Tân hướng tới vị trí của Ramos, không chơi bóng gọn gàng, quan sát trước khi dứt điểm. Nhưng lần này thì thủ môn Văn Công đã băng ra và làm hẹp đi góc sút của ngoại binh bên phía Nam Định. Cơ hội vẫn còn với vòng thứ hai. Nó mở ra một đợt phản công dành cho đội bóng áo vàng. Xuân Quyết. Phạt góc dành cho đội chủ nhà. Tỷ số mà họ đang phải đón nhận là tỷ số mà họ đã thua, cũng trong tâm trạng là tâm phục khẩu phục cách đây 2 năm. Nhưng Rodrigo thì đang sẵn sàng cho một cú đá thẳng về khung thành của Văn Công. Rodrigo! Không vào! Vẫn không vào! Và đó là bàn thắng thứ hai của Ramos ở trong trận đấu này. Và đó là cái kết dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Cú đúp của Ramos. Tỷ số là 3-0. Không có cơ hội nào dành cho câu lạc bộ Hà Nội nữa rồi. Một hậu vệ của Hà Nội đã áp sát, nhưng cú đá đầy dũng cảm của Ramos vẫn đủ để giúp cho Thiên Trường một lần nữa mở hội. Tỷ số là 3-0. Tâm trạng trái ngược ở cabin huấn luyện của hai bên. Những hình ảnh cổ động đầy cuồng nhiệt, đầy cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Văn Công không thể làm chủ được tình hình sau quả đá phạt của Rodrigo và cú đá đập đất của Ramos một lần nữa đã mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. Nếu chỉ gói gọn ở trong trận đấu ngày hôm nay mà thôi, thì màn trình diễn của Rodrigo và Ramos được coi là vàng 10. Họ tận dụng từ những sai lầm nhỏ nhất của đối phương. 3-0. Cú đá bù giờ thứ 6 và những cơ hội cuối cùng. Mọi thứ đã chấm hết. Và trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi kết thúc trận đấu đầu tiên của V-League 1 2021. Nam Định vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-0.